6 loại thực phẩm từ thiên nhiên được coi là vô giải độc dành cho gan. Gan là một trong những cơ quan tiêu hóa quan trọng nhất trong cơ thể. Chúng có tác dụng đẩy lùi sự oxy hóa, dự trữ glycogen, tiết ra protein. Nếu như gan gặp phải vấn đề gì đó, thì các hoạt động trao đổi trên sẽ không thể diễn ra một cách có hiệu quả nhất, khiến cho các độc tố tích tụ trong gan, từ đó khiến các loại bệnh tật ồ ạt xuất hiện trên cơ thể. Nếu như cơ thể bạn xuất hiện 4 tín hiệu sau đây thì chứng tỏ gan của bạn đang tích trữ rất nhiều độc tố. Cơ thể bị dị ứng. Nếu như bình thường bạn không hề bị dị ứng với bất kể thứ gì, nhưng đột nhiên khi tiếp xúc, sử dụng, chúng lại bỗng nhiên trở thành các chất gây dị ứng, thì bạn nên chú ý tới sức khỏe của gan. Bởi vì trong quá trình hoạt động, gan sẽ sản sinh ra các kháng thể có thể chống lại các nguồn gây dị ứng. Nhưng nếu như gan đã bị nhiễm độc thì chúng sẽ bắt đầu bãi công, khi đó sức đề kháng của chúng ta sẽ yếu đi. Đại não sẽ thông qua quá trình sản sinh histamine, một loại amin sinh học, để phản ứng lại các kích thích. Khi quá nhiều histamine tích tụ trong cơ thể sẽ dẫn đến các biểu hiện của dị ứng, ví dụ như ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ. Trên mặt xuất hiện các đốm gan. Nhìn từ góc độ đông y, gan là cơ quan chứa máu của cơ thể. Ở một mức độ nhất định, gan sẽ có công dụng làm sạch và làm ấm máu. Nếu như gan có vấn đề, khí huyết sẽ không được làm ấm, các khí trong máu sẽ không thể thoát ra được, dòng chảy của chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến các hiện tượng máu chảy ngược xuống, đông kết lại tạo thành những cục máu đông. Ở phái nữ, nếu xuất hiện máu đông thì đại đa số đều là những người da thô ráp, sắc mặt sậm lại, các sắc tố trên mặt dễ bị sậm màu, lâu dần sẽ hình thành nên các đốm gan trên mặt. Đắng miệng, hôi miệng. Với góc độ của đông y, gan chủ yếu có chức năng thanh tẩy, các hoạt động trao đổi mật gan, khí huyết, cảm xúc của cơ thể đều có liên quan mật thiết đến chức năng của gan. Nếu như cơ thể xuất hiện các hiện tượng như gan và túi mật có dấu hiệu bất thường, khí gan phạm vị, lúc này lượng ammonia và nồng độ ure nitrogen trong cơ thể sẽ tăng cao, mà ammonia là một loại khí có tính kích thích rất mạnh. Các loại khí này thông qua việc hô hấp của cơ thể và thoát ra ở đường mũi, vậy nên hôi miệng là một dấu hiệu chứng tỏ gan có vấn đề. Móng tay chuyển đen. Các bác sĩ đông y cho biết gan là nguồn nuôi dưỡng gân cốt, mà móng tay lại là một phần của gân cốt. Nếu như trong gan tích tụ quá nhiều chất độc thì thường sẽ biểu hiện trên các móng tay. Nếu trên móng tay có xuất hiện các vệt đen theo chiều thẳng, hoặc là móng tay có hiện tượng hai bên đen giữa trắng, bề mặt móng gồ ghề không bằng phẳng, thì chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề. Đây là biểu hiện của việc gan bị tổn thương. Lúc này tốt nhất là bạn nên mau chóng tới bệnh viện để kiểm tra. Nếu như cơ thể hấp thu các loại thức ăn không có ích cho sức khỏe, thì bạn nên nạp nhiều rau củ và hoa quả để giúp gan giải độc. Vậy rốt cuộc là những loại thực phẩm nào có chức năng này? Cà chua. Cà chua là loại quả thuộc nhóm chứa ít calo, nhiều dinh dưỡng. Khi đi vào gan, tỳ, dạ dày, phổi và thận, loại quả chứa nhiều caroten, vitamin B, C và P, chất xơ, sẽ có tác dụng làm mát máu, ổn định gan, dưỡng âm sinh tinh, thanh nhiệt giải khát, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Đồng thời, cà chua còn có công dụng làm đẹp, giải độc, loại bỏ mỡ và giảm béo. Đây là loại quả rất thích hợp cho những người bị gan nhiễm mỡ. Dưa chuột. Dưa chuột sau khi đi vào phổi, dạ dày, ruột già sẽ phát huy được công dụng giải khát sinh tinh, tiêu sưng lợi tiểu, thanh nhiệt giải độc. Đồng thời, theo nghiên cứu của y học hiện đại đã chứng thực được rằng cellulo, vi khuẩn có trong dưa chuột có thể làm giảm lượng chất béo trung tính triglycerid và cholesterol có trong huyết thanh, thúc đẩy ruột đào thải các chất cặn bã, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Acid tantronic có thể ức chế các chất chứa đường chuyển hóa thành chất béo, có ích cho việc hồi phục sức khỏe ở những người bị gan nhiễm mỡ. Rau cải cúc. Cải cúc có vị ngọt, loại rau này có công dụng hành gan khí, tốt cho việc tiêu hóa thức ăn của dạ dày, lợi cho việc bài tiết và các cơ quan nội tạng. Trong rau cải cúc có chứa nhiều chất xơ, có tác dụng tăng cường sự co bóp của dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đại tiện. Đồng thời, chúng cũng có công dụng làm giảm chứng xơ gan ở những người dễ tức giận, thường xuyên thở dài, lồng ngực sưng đau.
Ngoài ra, trong cải cúc còn có chứa thành phần flavonol và axit folic hoạt tính có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ gan và kháng khuẩn. Bồ công anh. Bồ công anh có vị ngọt đắng, tính hàn, không độc. Khi đi vào gan, dạ dày sẽ phát huy được công dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng tán sỏi, bảo vệ gan và túi mật. Phàm là những người gan nóng dễ xuất hiện các hiện tượng như tâm trạng thường xuyên lo lắng, dễ nổi cáu, hôi miệng, miệng khô đắng, đau họng đều có thể sử dụng bồ công anh. Ngoài ra, bồ công anh không những có thể giảm nhiệt gan mà còn có công dụng thải độc gan, nâng cao khả năng giải độc của gan. Khả năng giải độc của bồ công anh kế sữa là tương đương nhau. Chúng đều được dùng cho những người cần thải độc gan, đặc biệt là rễ bồ công anh. Dùng rễ bồ công anh để pha nước uống có thể giải nhiệt gan, thải độc gan và phòng ngừa, tránh cho gan bị tổn hại. Chanh. Những loại quả họ cam quýt, ví dụ như chanh, cam, bưởi, có chứa rất nhiều vitamin C, có ích cho việc giải độc gan, đặc biệt là chanh, có thể bảo vệ các tế bào gan tránh khỏi sự phá hoại của các gốc tự do, thúc đẩy sự hợp thành của protein, đẩy nhanh khả năng tái sinh và hồi phục của các tế bào gan. Nhưng chanh cũng có tính axit khá mạnh, do đó, những người có dạ dày tiết nhiều axit thì nên hạn chế sử dụng. Dâu tây. Chắc chắn rằng dâu tây là một trong những loại quả mà rất nhiều người yêu thích. Ngoài vị ngọt ra, loại quả này còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong dâu tây có chứa một hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin E, pectin, axit folic, anthocyanidin, có tác dụng dưỡng gan, làm sáng mắt. Đối với những người nóng gan, dâu tây vừa có thể bảo vệ gan, vừa có thể loại bỏ chứng nóng gan. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.